của cơ tim, và thời gian của sóng quy thường từ khoảng từ 4% giây trở lên, và độ sâu của nó thường bằng 1/4 độ biên độ của sóng R. Thì đây chúng ta thấy có xuất hiện một sóng quy vừa rộng và vừa sâu kèm với ST chênh lên trên đường đẳng điện. Thứ ba là những thay đổi của sóng T, đó là sóng T âm nhọn, nó thường xuất hiện muộn hơn ở những cái giai đoạn sau, những giờ sau của nhồi máu, khi này sóng quy đã rất rõ rệt, ST đã bớt chênh, và khi đó thấy sóng T âm và thường hay tạo thành một cái sóng mà gọi là sóng vành tắc đi, hoặc là đến giai đoạn liền sẹo của nhồi máu. Đây chúng ta thấy trình tự các biến đổi điện tâm đồ trong nhồi máu cơ tim cấp có sóng quy như sau. Đây là hình ảnh điện tâm đồ ngay cái phút đầu khi bệnh nhân xuất hiện cơn đau, thì chúng ta có thể chỉ thấy một cái sóng T cao, nhọn, khổng lồ, chưa thấy sóng quy, chưa thấy ST chênh lên. Khoảng trong những giờ đầu sau khi xuất hiện cơn đau thì chúng ta thấy sóng quy rất nhỏ hoặc không có, nhưng ST chênh lên rất nhiều và gộp với sóng T thường tạo thành sóng một pha. Và một vài giờ sau thì đã xuất hiện sóng quy hoại tử với sóng quy rộng từ 4% giây trở lên và sâu. Khi đó ST có thể còn chênh lên rất nhiều và T cũng đã bắt đầu âm. Những giờ sau đó sóng quy hoại tử vẫn còn tồn tại, ST bớt chênh hơn, T trở lên âm sâu hơn và thường tạo thành một cái sóng mà như trên đã nói là sóng vành tắc đi. Sau khi nhồi máu cơ tim đã ổn định, giai đoạn tổn thương đã ổn định thì ST trở về đường đồng điện. Nhưng sóng quy thể hiện sự hoại tử cơ tim vẫn còn tồn tại, và lúc này có thể sóng T vẫn âm thể hiện sự thiếu máu, hoặc là sóng T có thể dương trở lại nhưng sóng quy do sự hoại tử thể hiện sự hoại tử của cơ tim vẫn còn tồn tại. Thì đây là những cái giai đoạn gọi là giai đoạn nhồi máu tim cũ, hay là nhồi máu cơ tim đã liền sẹo. Hay đây cũng như vậy, điện tâm đồ lúc bình thường trong những giờ đầu của sau khi có cơn đau thắt ngực, ST chênh lên gộp với sóng T tạo thành sóng một pha. Sau đó một vài giờ xuất hiện sóng quy hoại tử, ST bớt chênh và T đã trở lên âm, tạo thành sóng vành tắc đi. Khi nhồi máu cơ tim đã ổn định, tức là nhồi máu cơ tim cũ hoặc đã liền sẹo, thì ST có thể trở về đường đồng điện. Nhưng sóng quy vẫn còn tồn tại, còn sóng T thì có thể vẫn âm, thể hiện vẫn còn sự thiếu máu, hoặc sóng T có thể dương trở lại nhưng sóng quy thể hiện sự hoại tử cơ tim vẫn còn tồn tại. Những điểm chúng ta cần lưu ý là gì? Sóng quy thường xuất hiện sau trung bình từ 8 đến 12 giờ. Tuy nhiên trong một số trường hợp nó cũng xuất hiện rất sớm, có thể từ một vài giờ. Những trường hợp nhồi máu cơ tim thất phải thì cần phải làm thêm các cái chuyển đạo ở V3 cho đến V6R để có thể thấy những biến đổi của ST ở các cái chuyển đạo này. Trong những trường hợp kèm theo block nhánh phải hoàn toàn thì việc chẩn đoán điện tâm đồ trở lên khó khăn hơn. Nếu bệnh nhân có nhồi máu cơ tim trước bên thì có thể thấy sóng T chênh đồng hướng với phức bộ QRS ở các chuyển đạo từ V1 đến V4 cùng với ST chênh lên. Đây là hình ảnh điện tâm đồ minh họa cho chúng ta thấy có ST chênh lên ở chuyển đạo D2, D3 và AVF, đồng thời có sóng quy rộng và sâu, sóng T còn dương. Đây là hình ảnh nhồi máu cơ tim thành dưới ở những cái giờ đầu. Còn ở các chuyển đạo trước tim, chúng ta thấy ở V2, V3 thì thường hay thấy ST nó hơi chênh xuống, đó là cái dấu hiệu soi gương của hình ảnh trực tiếp ở D2, D3 và AVF. Hay đây là hình ảnh điện tâm đồ của một trường hợp nhồi máu cơ tim
trước vách chúng ta thấy có dấu hiệu QS ở V1, V2, V3, V4 và ST chênh vòm lên và T âm ở các cái chuyển đạo này. Ở đây này nhồi máu cơ tim cấp trước vách. Hay đây là một cái trường hợp điện tim chúng ta thấy nhịp choang nhưng mà nhịp tần số nó tương đối chậm. Nhìn ở các chuyển đạo ngoại biên chúng ta thấy ở D2, D3 và AVF thì ST nó chênh lên và gộp cả vào với sóng T. Trong trường hợp này sóng Q rất nhỏ, chưa rộng. Như vậy trong những cái giờ đầu của nhồi máu mới có đoạn ST chênh lên và sóng T còn dương. Trái lại ở các cái chuyển đạo như AVL, V1, V2, V3, thậm chí sang đến V4, V5 thì thấy ST nó chênh xuống, hình ảnh soi gương của cái nhồi máu cơ tim thành dưới. Bây giờ ta sang vấn đề định khu của nhồi máu cơ tim cấp trên điện tâm đồ như thế nào. Thì chủ yếu dựa vào hình ảnh ST chênh lên hoặc sóng Q ở các chuyển đạo. Đối với nhồi máu cơ tim thành trước thì những thay đổi là xuất hiện sóng Q hoại tử và đoạn ST chênh lên ở các chuyển đạo trước tim. Trong đó nếu những cái thay đổi đó xảy ra từ V1 đến V3 hoặc V4 thì đó là nhồi máu cơ tim trước vách. Còn nếu như có sóng Q hoại tử và ST chênh lên từ V1 đến V5 hoặc V6 thì đó là nhồi máu cơ tim trước rộng. Còn nếu như ấy sóng Q hoại tử và ST chênh lên ở V5 và V6 thì đó là nhồi máu cơ tim thành trước bên. Nhồi máu cơ tim thành dưới thì những thay đổi này thấy được ở chuyển đạo D2, D3 và AVF